Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Việt Nam cảnh báo nguy cơ dịch Covid xâm nhập từ nước láng giềng. Với việc Campuchia đang trở thành một ổ dịch lớn do số ca nhiễm virus corona tăng cao kỷ lục, Việt Nam cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập trở lại cũng như phải siết chặt kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây ra cảnh báo rằng Campuchia, nước láng giềng với Việt Nam, đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia vì đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan cũng được cảnh báo nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên đến 2.800. Trong bối cảnh đó, thành phố Sài Gòn, nơi có một huyện giáp ranh và nằm sát các tỉnh có chung đường biên giới dài với Campuchia, đứng trước nguy cơ lớn về khả năng dịch xâm nhập vào từ nước bạn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã cảnh báo vào hôm 12 tháng 4, Việt Nam hiện đang trải qua hơn 40 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng và đang lên kế hoạch mở lại một số đường bay quốc tế và cửa khẩu để đón nhận khách nước ngoài vào với việc áp dụng hộ chiếu y tế điện tử. Tính đến ngày 13 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 2.714 ca nhiễm với 35 trường hợp tử vong kể từ đầu thời kỳ đại dịch, theo thống kê của Bộ Y tế. Xe hơi tại Việt Nam được bán ra đang tăng mạnh là bản tin tiếp theo. Kết thúc giai đoạn chững lại của tháng 2 do rơi vào dịp Tết Nguyên đán, thị trường ô tô trong nước bắt đầu bùng nổ trong tháng 3 khi lượng tiêu thụ xe mới của các hãng đều gia tăng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, doanh số các hãng đạt 29.036 xe, tăng 124% so với tháng 2. Đây là mức tăng trưởng cao nhất tính từ đầu năm. Tương tự, VAMA, thương hiệu Hyundai thuộc quyền phân phối của TC Motor, cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tốt. Hãng này bán 6.807 xe trong tháng 3, tăng 56% so với trước đó. Hyundai tiếp tục là thương hiệu bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam. Toyota xếp thứ hai bán 6.527 xe. Hãng xe Việt VinFast có 2.330 xe đã được giao cho khách hàng trong tháng 3, tăng trưởng 35.6% so với tháng 2. Gồm 1.312 xe Fadil, 548 xe Plus A 2.0 và 470 xe Plus SA 2.0. Các đơn hàng trả sau Tết nguồn cung ổn định hơn kèm nhiều chương trình ưu đãi bán hàng từ các hãng giúp cho thị trường ô tô bắt đầu tăng mạnh. Những ứng viên 9X tham gia top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ của Việt Nam. Trong số các hồ sơ ghi danh tham gia chương trình bình chọn top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ 2021, một số ứng viên chỉ mới ở độ tuổi dưới 30. Sau 2 tuần phát động, chương trình top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ đã thu hút hàng chục hồ sơ ghi danh. Trong số này, ứng viên trẻ tuổi nhất là Trang Sĩ Thái, sinh năm 2004, là học sinh lớp 11 tại Khánh Hòa. Em từng viết phần mềm nhận diện và đưa ra thông tin khoa học của thực vật The Plenty và đoạt giải 3 của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020-2021. Phần mềm chống trộm điện thoại Stolen Detection và đạt giải nhất khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, phần mềm theo dõi diễn biến COVID-19. Tuy nhiên, Thái không vượt qua vòng sơ loại vì không đạt tiêu chuẩn người đứng đầu hoặc phụ trách về công nghệ trong tổ chức doanh nghiệp của chương trình. Đa số ứng viên còn lại sinh năm 1986 đến 1989, đảm nhận đa dạng các chức vụ khác nhau như là CEO công ty công nghệ, CTO, giám đốc công nghệ, CDO, giám đốc phát triển hoặc giám đốc một trung tâm công nghệ trong công ty. Trong khi đó, thì hầu hết ứng viên 9X là CEO hoặc CTO của các công ty startup mới thành lập được vài năm nhưng đã nhận được một số giải thưởng cao trong các cuộc thi như là Nhân tài Đức Việt, Sao Khuê. Cũng trong dòng tin Việt Nam, thưa quý vị, bãi biển Côn Đảo đã vào top đẹp nhất thế giới. Bãi Đầm Trầu nằm trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới vì sở hữu cát vàng mịn, rừng cây bao quanh cùng vị trí sát sân bay. Ngày 12 tháng 4, báo chuyên về du lịch Travel Plus Pleasure công bố 25 bãi biển đẹp nhất thế giới, trong đó có bãi Đầm Trầu, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đứng thứ 18. Báo này mô tả việc lựa chọn bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam rất khó khăn, nhưng bãi Đầm Trầu có một số điểm nổi bật. Bãi biển sở hữu cát vàng mịn cùng các rặng tre, rừng cây rậm, xanh mát, bao quanh, thích hợp để cho du khách thả mình thư giãn trên võng hay đi bộ thông dong với một ly nước dừa. Bãi Đầm Trầu nằm gần sân bay nên tạo cảm giác máy bay hạ cánh cất cánh rất gần đầu, có thể làm du khách hoặc sợ sệt hoặc thích thú.
Top 5 bãi biển đẹp nhất thế giới có Seoul, Luzon, Philippines, Alaphos, Nizhi, Greece, Hy Lạp, Nong Bui, Tanzania, Châu Phi, Hanalei, Hawaii của Hoa Kỳ, Cuba, Cabana, Rio de Janeiro của Brazil. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức tổng hợp của đài truyền hình VBS. Kim Thị cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.